cái thuốc vô lậu với thuốc hữu lậu, hai cái này nó không đi đâu được. Một người mà tu về thuốc vô lậu thì không bao giờ có chùa to Phật lớn được. Mà một người tu mà có chùa to Phật lớn thì nó có hữu lậu rồi, thì cái vô lậu này có rồi. Hai cái đề này, hai cái thuốc này nó là không được song song nhau, nó không gặp nhau trên điểm giải thoát đâu. Cho nên coi vậy chứ, mà trên luật nhân quả mà quán xét á, mình làm phước coi vậy chứ nó sẽ quân lợi nó thành. Bởi vì mình bỏ cái tâm lao mồ hôi nước mắt của mình ra làm phước thì sau này mình bất quá mình có hưởng được cái phước có cao tổ thì nữa, cũng làm vua thôi. Hay làm trời biết nhiêu chứ thích thôi chứ cũng không có gì khác nữa, nó không dễ hóa đâu. À, cho nên ví dụ như bây giờ đó, con tu như vậy con bỏ hết tu gì đó là con tu tập vô lậu sanh ác diệt ác sanh thiện sanh tử thiện. Cái thiện của con là cái tâm sanh hạ năng lạc vô sự, chứ không phải là cái thiện của con là đem tiền bạc cho người khác. Đem tiền bạc cho người khác cũng như con bỏ tiền ấm nhẹ để đời sau con lại giàu nữa. Nghĩa là đời sau con có xuất tiền ấm ra con xài chứ có gì, đời nay con làm ước con bỏ cho người ta thì đời sau thì con làm giàu chứ có gì đó. Đó là cái thứ hữu lậu như vậy. Nhưng mà cái giàu con thấy khổ chứ đâu phải không khổ. Đó, cho nên vì vậy mà thầy thấy duy nhất chỉ có con đường mình đi, con đường này là con đường vô lậu. Bắt buộc mình từ từ mình, mặc dù là bây giờ con phải chiến áo tu sĩ, con còn làm còn thầy kia, nhưng mà sau khi tới cuối cùng mà con họ bắt con ca, con thấy cái tâm mà con mới quay vô rồi thì bao nhiêu con xả hết rồi. Con xả hết, bây giờ chỉ còn duy nhất của con đường giải thoát để chấm dứt sanh tử luân hồi là cái thứ vô lậu của mình. Cho nên con bỏ hết. Bây giờ đó, vợ con người nào mà theo được theo, mà không được thì con giao lại hết tất cả. Bây giờ đây là cái giờ phút cuối cùng này. Thì cái bước đường này mà con đi cái đoạn cuối cùng này thì vợ con nó sẽ đi nửa đường hết rồi. Nó cũng không coi là cái đống vàng đống bạc này quan trọng nữa, nó sẽ bỏ hết. Thì con thấy như ông Phật ổng bỏ hết ngay vàng điện học, vợ đẹp con cũng bỏ hết, ổng còn ôm mình bác đi xin mà cuối cùng cũng vậy cái đời. Còn mình cứ dính dắt như vậy chứ mình buông không ra thì cái hũ lậu này nó cứ lôi mình. Mình lôi mình ở trong cái hũ lậu mình rất không biết.